chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Nhưng mà gấu này gấu người yêu tao, không bán được. Sao anh người yêu? Thế cứ bán cho cháu đi. Người yêu tao chứ. Thôi à, để cho cháu đây. Nhưng mà gấu thì người yêu tao, để ta tặng người yêu tao, không bán được. Người yêu tặng gấu. Tặng gấu tặng gì? Người yêu tặng đồ chơi. Anh tặng đồ chơi cho người yêu bao giờ? Bây giờ người yêu. Thế phán một câu thì bao nhiêu tiền thì con tính. Anh nhìn tất là bảo ta không bán được mình nhỉ. Bây giờ để con gái tặng đồ chơi cho con trai chứ. Hay con trai tặng gấu con gái. Đừng có đê. Thế mày có bao tiền? Cháu á. Đây tiền. Tiền của mày đâu? Trời. Sao rửa ra thế nào? Ui, túi không có một xu đòi mua gấu của tao. Đây này, nhé. Ui. Đó, cháu trong em còn túi. Nhìn gì đâu ấy nhỉ? À, nó xe đẹp ấy nhỉ? Mà hết rồi. Đổi xe không? Đổi xe lấy gấu. Mày đổi không? Đổi xe ạ. Ừ? Xe này mà lại ta mua cho mình. Đổi cho tao. Được con gấu to, mình nhìn con xe mày bé tí. Mình nhìn con gấu to hơn hẳn. Mày tao không? Không. Cái xe của mày mua bao tiền? 36. Tao mua hơn 4 triệu đây. Mày đổi. 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 Nào. Cho cháu nhé. Đổi. Đổi lấy xe. Đổi cháu đây. Tăng 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 tăng. Đi tăng cháu đây. Cái con cuốc còn nách nó đâu nách chết. Cuốc thì nó rơi bẩn hết à. Đổi cái việc thì nó cho đi xe cho xe. Thôi. Nào ôm lấy. À mặt đưa nó cái mũ này. Con gì mũ này, mũ xịn này mũ. Nhưng này cho ta đi xe máy không có mũ bảo hiểm à. Cháy ơi mũ tẩu nào. Này. Cho cháu đổ. Ê. Ê. Mặt bên. Mặt bên. Mặt bên. Mặt bên. Ai? Nhanh thế. Ai? Không còn nữa. Này đằng kia, ôm cần đạn rơi hết bẩn hết gấu của tao nhá. Đây là gấu của cháu mà. Thôi, tao đi về đây. Mua cái thằng con gấu có hơn triệu đổi được con xe hơn 3 triệu ngon thật. Nặng thế con gấu to như này và cái thằng người yêu để mà ôm sướng hơn. Nhìn nặng quá, nặng quá chứ tôi vui. Yeah.
nằm ở đấy mà ngủ mãi thì sướng. Ui trời, nó to hơn người luôn, sợ luôn. Bạn không cả sẽ muốn nhìn. Quần đây to quá, kiểu trâu à, to đủ mấy ngày mặc trâu. Quần ấy, quần này to nhất kìa đấy, hay là to ấy. Thử xem cái áo này vừa, cái áo này của ai ấy, hình như của mẹ mình, to đủ đủ đấy. Nào, lo cái đâu vào đây, đâu đó, ôi trời như nào, đâu đâu, ui, chết rồi, chết con rồi, đâu to quá, ui. Gãy cổ. Đều
dép ra, đi cho sạch. Tao phải đánh cái xe thì lại nó đi mất. Nặng thế này chết đấy đừng. Bay cao. Phòng người ta rồi. 4 triệu đây. Tao, tao lại nhé. Tao tao nhiều. Nó phải tầm 8 2 mét à? Nó phải 2 mét. Ôi, nay mình để ra đi mua hẳn con gấu to này. Cho tao đây. Thấy sao? Chân to. Hả? Chân to lắm. Cho tao nhé. Cho tao. Đổi con gà. Không. Cái này bao nhiêu tiền? Áo lại rách cả tới này. Áo của nhầm. Hả? Dạ. Cho tao đi. Không. Cho tao đi nhỉ. Khổ thế nhỉ. Anh con đấy. Ôi giời. Cho mượn ôm đồ. Ôi giời. Gấu gì lại thủng lỗ đít thế này. Lỗ đít gì? Đây. Ôi giời. Gấu này cũng đi à? Mà sao lại có lỗ đít? Nó phải có cái lỗ để đi ở chứ. Ôi rách rồi. Ôi gì cũng đủ. Thằng chó cái nó lừa kìa. À lừa, em mua của đó à? À nhưng mà nó vẫn đắt, con này vẫn đắt. Đắt gì? Thằng ngu này. Sao? Lừa được thằng ngu. Sao lừa được thằng ngu? Hả? Mày mua 4 triệu đắt rồi. Không. Con gấu này nó, đắt. Nó mua 4 triệu. Ui giời, có nó, cái ẻ. Nó đổi cho em xe rất 1.000. Cái gì? Ngu rồi, xe em có 3 triệu 6. 3 triệu 6 rồi. Con này á? À? Mày đổi xe rác 1.000 á? À? Mày ngu này, ngu này. Phải không? Con này mày biết con này bao tiền không? 4 triệu. Toàn bông, 4 cái ẻ ấy. 4 cái gì mà 4? Bao tiền? Có, con này có mua 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Ồ, con này có mua 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Sao anh biết? Tao lạ gì, ngày trước tao tặng người yêu tao mua con này rồi. Con này nó to hơn cả người anh nhé. Hả? To thì to ấy, nhưng toàn bông nó không phải bằng vàng đâu. Con này đang chửi cho nó đẻ con ấy. Ờ, thì nhớ đi tao. Hai con. Ngu, lấy gì mà đi, đi bộ à? Hả? Ừ. Cái này có ăn mài ra ăn được không? Thế nên là đấy, để đây, không phải đấy, không phải mang về nữa. Hai. Hả? Con này quên rồi. Đấy, rách rồi, để đây. Thế này. Hả? Khôn. Bán lại cho tao. 4 triệu. Có cái ẻ vậy nhá. Chả thế. 4 triệu. 4 cái gì 500 nghìn. Có 500 đấy thì đấy. 4 hả? Triệu rồi. 4 cái ẻ khô. Không, 500 nghìn. 4 triệu rồi em đi mua xe bếp thôi. Thôi 500 nghìn nhanh lên. Thằng kia nó ở đâu? Mày đi ra lấy ngay lại cái xe cho tao nhanh lên. Đổi lại cái xe nhanh lên. Điền. Nó lừa rồi. Điền cái gì mà điền? Mình lại 400 nghìn rồi. 400 gì đi. Nhanh lên ôm gấu đi, tao mới đi tìm nó. Đấm cái mẹ chồng. Anh mà đấm được nó tao này đấy. To tao đấm được đi. Con này rẻ, rốt. Đi, nhanh lên. Đổi lại á? Ừ. Tiếc. Tiếc cái gì? Nhanh lên. Đi nhanh lên, lấy xe để anh tao lại đi. Mua lại. Mua lại, bây giờ tìm nó ở đâu? Nó ở làng bên này. Thế đi nhanh lên. Cứ gọi là thằng ngu xóm bên. Tưởng là kia, đầu lâu. Ra nhanh. À, đặt lâu. Ừ. Nào đi. Đặt tắm lâu. Tìm nó về. Ây. Tỏ phết này. Ê. Đổi ôi, á. Rạch đít thôi. Tiếc. Tiếc á. Ừ. Xe nhà mà. Rạch vải là. Nhưng mà. Nào, treo lên. Nó mà đi xe. Ây à. Ngồi lên. Tiếng tôi ra. Hay là mình ngồi lên giỏ này.
Ôi, em ngủ sâu. Đúng rồi. Ngồi được không? Ngã đây. Hả? Ngồi, mày ngồi kiểu gì á? Từ từ để tao xem. Tỏ thế. Em ngồi lên giỏ. Ừ, à, ngồi. Đừng ngã nhé. Ừ. Được đấy. Đó, đừng ngã nhé. Ừ. Tiền 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 nồng ngày xưa đã uo tằng 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 anh tằng đâu ấy nó kia rồi mày chết à, rồi rồi bắt cái đó từ xin lỗi đúng đấy mũ ngày ở đâu nào mũ đâu nó để quên nhà rồi. Sao mày lừa thằng này, mẹ lấy con gấu này lấy xe hả? Sao lừa bảo 4 triệu? Đây, đổi lại nhanh. Sao mua 4 triệu thì tao chẳng bảo 4 triệu à? 4 triệu, có 1 triệu, có vừa 4 triệu. Giả xe đây. Bây giờ giả xe này cho tao nhá. Nhanh lên, thế trả gấu cho tao. Gấu mũ nào hiểm đâu? Đổi mũ bảo hiểm lấy gấu. Không. Thế thế à? Bây giờ mày bán con này bao tiền? Con này á? Ừ. Bán mày 3 triệu này. Móc ít, móc ít ta ra rồi. 20.000. Mày đi mua 20.000. Có mà mua được trước đây nửa cái chân gấu của tao. Thôi nằm lét, làm việc ngay. Mày lấy xe đi. Lấy xe về nhà tao lấy tiền đi. Về, lấy mũ hiểm. Về đấy, đi theo tao về trả tiền. Về lấy mũ bảo hiểm ra đây. Dám lừa trẻ con. Cái gì là tao giải quyết được hết. Thằng này tao bấm rồi giúp cái răng. Thằng này nó nhát nhỉ. Anh bé tí mà nó không dám bấm. Nóng lắm, giả mày con to to nóng. Đưa tiền đây. Hả? Đưa tiền đây. Giả xe, à giả gấu. Đây. Gấu. Tao ể về đống nhưng mà tao phải vác về à? Lúc nãy thích làm nào thì làm ngu để chịu. Lúc nãy tao đi có xe về, tao đi con này. Tao lúc nãy tao cũng lung lao vác đây. Thế thì đưa đây, 5 lét. Nào. Đưa đây. 5 lít. 5 lít nha. Thêm đi, thêm 6 lít cũng được. 5 lít thôi. 5 lít. Rồi nhớ 6 lít đây, gấu thì rách lít rồi. Anh nhớ đồng đi. 50.000 mày, lít đấy. Mày phóng 50.000 lít. Phóng xe về nhà tao, tao đưa tiền đi. Không. À đâu. Giờ đi, lên ngồi đấy, tao đưa tiền đi. Trả ơi. Đấy, về tao đưa tiền nào. Người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh matcha tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh matcha tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và
đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898 688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.